Vâng, trân trọng chào mừng quý bác anh chị các bạn quay trở lại với kênh của Phạm Huấn, và lại là em Huấn Phạm đây. Tiếp tục chương trình chia sẻ các dòng sản phẩm về sử dụng trong gia đình thông minh thì em trân trọng giới thiệu với anh cái chị cái bộ sản phẩm, đó là cái chổi lau chúng ta dùng để xin lỗi các bạn là chổi rửa. Đấy, chúng ta để lau rửa ô tô. Con này cực kỳ là chất luôn. Đấy, chúng ta có thể rút ra rút vào được này. Đấy, tổng chiều dài của nó khoảng 80 cm anh em các bạn nhé. Đấy, anh em chúng ta nhà đã có ô tô thì có một con này rất là ok luôn, để chúng ta rửa trà rửa ô tô này. Đấy, thì chúng ta có thể tháo cả cái thân này ra được để chúng ta giặt rũ. Đấy, chúng ta muốn giặt thì chúng ta tháo riêng cái thân này ra để chúng ta giặt này. Đấy, tháo riêng cái thân này rời ra. Đây, tháo riêng cái thân này rời ra chúng ta có thể giặt này. Giặt xong chúng ta lại lắp vào. Đây, chúng ta lại lắp vào và chúng ta sử dụng như bình thường, nó rất là tiện. Đặc biệt là anh em nhà nào có ô tô thì sử dụng con này rất là ok luôn. Đấy, chúng ta để trà rửa ô tô cực kỳ là chất luôn anh em các bạn nhé. Mọi nhu cầu về mua sắm thì các bạn có thể liên hệ tới số điện thoại của Phạm Huấn để được tư vấn. Xin chào, hẹn lại các bạn ở video sau.